Rất may mắn không có ai bị thương trong vụ chiếc bán tải Toyota Hilux bất ngờ rơi từ tầng cao xuống đường. Một phụ nữ Thái Lan lái bán tải đã tông vào một chiếc bán tải khác trên tầng 4 bãi gửi xe cao tầng của một bệnh viện ở Bangkok. Sau đó, chiếc xe bay ra khỏi tòa nhà, rơi xuống con đường bên dưới. May mắn thay, không có ai bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 24 phút ngày 15 tháng 5 trên tầng 4 bãi gửi xe cao 10 tầng của bệnh viện Fairmont Cloud, quận Phaeathai, Bangkok. Hai phương tiện bị hư hỏng gồm một chiếc Toyota Hilux Revo màu đen và một chiếc Toyota Hilux Vigo màu nâu. Đoạn video trích xuất từ camera an ninh trong gara cho thấy chiếc Toyota Hilux màu nâu đang lao từ tầng 3 lên tầng 4 thì bất ngờ mất kiểm soát, tông vào chiếc bán tải màu đen đậu phía trước. Người lái xe dường như giật mình trước vụ va chạm nên vô tình nhấn ga tăng tốc và tông vào chiếc bán tải đen một lần nữa. Cú va chạm lần hai này đã khiến chiếc Toyota Hilux màu đen bay ra khỏi tòa nhà. Một camera an ninh khác ghi lại cảnh người đi bộ và những người lái xe khác hốt hoảng tìm cách chạy khỏi hiện trường khi thấy chiếc bán tải màu đen rơi xuống. Hai người đi xe máy đã thoát nạn chỉ trong tích tắc. Nữ tài xế kể lại, khi đang lái xe lên tầng gửi thì một chiếc ô tô khác tiếp cận từ phía sau. Bà hoảng hốt nên nhầm chân ga. Sau vụ việc, người phụ nữ đã xin lỗi những người bị liên đới.